Ung thư vú là một bệnh lý ác tính xuất hiện trong các tế bào ở mô của vú. Những tế bào này thường phát sinh từ các ống dẫn hoặc tiểu thủy ở vú, sau đó có thể lây lan sang các mô hoặc các cơ quan và các bộ phận khác trong cơ thể. Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 22 giây lại có một phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú, cứ 5 phút có 3 phụ nữ chết do ung thư vú. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,4 triệu người mắc ung thư vú, trong đó có 458.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 15.000 ca mắc ung thư vú và hàng nghìn người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư vú đang đứng thứ 2 trong số các dạng ung thư thường mắc ở phụ nữ tại nước ta. Đa phần người bệnh đến viện khi bệnh đã nặng khiến hiệu quả điều trị thấp. Xu hướng mắc bệnh ung thư vú không những gia tăng ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong đang có xu hướng giảm tại Việt Nam. Điều này được chứng minh thông qua tỷ lệ bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn 2 được chữa khỏi, chiếm 60%. Đặc biệt, những bệnh nhân nếu được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khả năng chữa khỏi bệnh lên tới 90%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng nhờ những tiến bộ trong công tác khám sàng lọc và những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế cho biết, tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ra bệnh ung thư vú ở giai đoạn muộn ở nước ta vẫn cao nên tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 60%. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác điều trị cũng như giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú, việc phát hiện sớm bệnh là cực kỳ cần thiết. Chương trình Giờ Chiến Thắng Thư xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị khán giả, trong phóng sự mở đầu thì chúng ta vừa được xem những hình ảnh về căn bệnh mà toàn phụ nữ trên thế giới luôn luôn lo ngại, đó là căn bệnh ung thư vú. Và trong những năm trước đây thì khi nào đến ung thư vú thì các chị em đều cho rằng cuộc đời sẽ chấm dứt tại đó. Vâng, với sự phát triển không ngừng của khoa học, y học thì trong những năm gần đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra những phương pháp chẩn đoán cũng như là điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư nói chung cũng như là bệnh nhân ung thư vú nói riêng, để nó không còn là nỗi ám ảnh của mọi người nữa. Và trong chương trình đầu tiên của series về ung thư vú tuần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về căn bệnh này và cùng hiểu tại sao nó đang và sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với chị em phụ nữ. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện, cùng chia sẻ với vị giáo sư vô cùng quen thuộc trong ngành ung thư cũng như là chương trình Giờ Chiến Thắng Ung Thư. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi cũng rất là lâu rồi không gặp, nay gặp lại vui lắm. Dạ vâng, trong chương trình ung thư đầu tiên của Giờ Chiến Thắng Ung Thư thì chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề là ung thư vú. Vâng, cũng là số đầu tiên của series ung thư vú trong chương trình Giờ Chiến Thắng Ung Thư. Thưa giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, trong những năm gần đây thì theo ghi nhận mới nhất thì có những chuyển biến gì đối với bệnh ung thư vú không ạ? Trên thế giới đó, ung thư phổi là nhiều nhất tính chung hết. Và đối với phụ nữ thì là ung thư vú là nhiều nhất. Nhưng cái ung thư này tính so chung thì đứng hàng thứ gì sau ung thư phổi chung hết. Vậy thì là quan trọng lắm. Ở Mỹ, ở châu Âu, cái số liệu người ta như vậy, khoảng chừng 8-90 người phụ nữ mới mắc ung thư trên 100.000 người bình thường. Còn mình đây thì khoảng 20 người trên 100.000 phụ nữ. Vậy hả? Thì cũng nhất nhất vậy không? Nhưng mà ở ta cao hơn gấp mấy lần của mình. Chứ thôi bà con nghe thì tưởng rằng là kêu ghê quá của mình, nó khác nhau. Tỷ lệ phát hiện sớm mà theo ghi nhận thì cũng có tăng lên. Có thể là do, chắc chắn là do cái ngành y tế của chúng ta cũng như là các phương tiện truyền thông đại chúng trong những năm gần đây thì đã tập trung hơn, nhà nước cũng chú trọng hơn trong cái việc truyền thông về căn bệnh ung thư nói chung cũng như là ung thư vú nói riêng. Vâng, tuy nhiên rõ ràng rằng ở trong các bệnh viện tại các khoa ung thư vú thì vẫn còn rất là nhiều những phụ nữ đến viện vẫn đang ở giai đoạn muộn. Vâng, theo giáo sư thì lý do ở đâu ạ? Cái điều đó đúng, tại vì người ta ít nghe thông tin, người ta ít tiếp cận, người ta nhưng mà thật ra có điều khác, bà con nên nhớ là những người ở thành thị cũng vẫn để trễ, không phải là người ta không biết, không nắm thông tin đâu, nhưng mà người ta ái ngại lắm, người ta sợ. Thứ hai là ám ảnh, vẫn nỗi sợ, cắt hết cái ngực, cho nên nín khe, có nhiều ngay tại thành phố này, và những người có tiền nữa.
ha, có đủ phương tiện nữa. Nhưng mà để tới tôi đã coi trễ. Thưa giáo sư, trong những năm gần đây thì với cái sự phát triển của xã hội như vậy cũng thay đổi rất là nhiều, có vấn đề như là môi trường sống và các yếu tố nguy cơ gây ra ung thư vú có thay đổi gì không ạ? Ung thư vú hiện giờ trội lên, hơi nhích hơn xưa, chứ nhiều người tưởng tăng vọt thì không phải. Và cái đó thì ta bàn, ta nhìn chung thế giới thì nó phù hợp với kiểu là cái là gì? Ta nếp sống mà ta dùng chữ Tây phương, mặc dù không hoàn toàn đúng đâu. Vậy thì ăn uống dinh dưỡng tốt hơn, các cái yếu tố, rồi như hoạt động làm việc thì ít có thể dục thể thao nhiều, rồi béo phì nhiều hơn. Giờ nhân tiện nói ở đây ở Mỹ người ta béo phì nhiều, đàn ông lẫn đàn bà, là vì cái fast food chẳng hạn. Thì mình ở đây nếp sống phương Tây ảnh hưởng, đặc biệt nữa là người ta thấy, ghi nhận thôi là hiện nay những người trẻ hơn hồi trước ung thư vú. Thí dụ hồi trước là tôi nói là 30 tuổi trở lên coi chừng, nhưng mà bây giờ người ta ghi nhận một số trẻ hơn. Vâng, thưa giáo sư, như vậy là các yếu tố nguy cơ về bệnh cho bệnh ung thư vú vẫn không thay đổi. Vậy thì cái yếu tố gen thì có thay đổi gì không ạ? Cái gen đó thì là bây giờ nhờ có cái vụ cô mà Angelina Jolie đó, cô tài tử nổi tiếng của Mỹ đó, thành ra bây giờ là người ta lo quấn lên, thì quả thật có di truyền. Nhưng mà cái tỷ lệ người bị thật sự nó thấp lắm. Ta tính là chừng 5-10% của những người bị ung thư. Thì còn tính thí dụ 100.000 người thì không tới, bình thường đó, không tới 1%. Xin nhớ rằng là cái xét nghiệm gen thì mình đây mình không có làm. Thứ hai là bên Mỹ xét nghiệm gen cũng phải được quyền cho phép, nhưng không? Dạ, nó mắc tiền lắm. Cho nên bà con biết là có di truyền hay thật, nhưng mà tỷ lệ nó thấp lắm. Thứ hai là không phải bất cứ ai cũng có tiền đi mà cứ xét nghiệm gen, không cần thiết. Đó thì phải nhìn vậy mà bình tĩnh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với những cái dấu hiệu nhận biết về ung thư vú. Vâng, rõ ràng trên các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây nhắc rất là nhiều những cái dấu hiệu để cho mọi người có thể là tự nhận biết cũng như là tự khám vú ở nhà, vân vân. Nhưng mà rõ ràng là có thể là truyền thông chưa tới, hay là mọi người chưa có thời gian để tiếp cận với truyền thông, hay là cũng không quan tâm chú ý tới cái vấn đề này ạ. Vâng, giáo sư, trong chương trình ngày hôm nay thì giáo sư có thể nhắc lại một chút về những cái dấu hiệu cơ bản nhận biết về ung thư vú. Phụ nữ mà từ tuổi 30 trở lên, hay là nói vậy thì ấy thì có thể thấp hơn chút nữa ha, nhưng mà tuổi 20 thì hầu như không có, nhưng mà khoảng gần 30-20 tuổi trở lên thì là chú ý ha. Tự khám mình ha, hay là mình không tự khám, bất ngờ mình rờ thấy có một cục nhỏ thôi ha, mà không cứ là ung thư, nhưng mà biết vậy để mà phát hiện sớm. Còn gì nữa à, lúc đó mới là rờ thấy trong nách có một hộp nhỏ nhỏ, hột nhỏ nhỏ, cái đó người ta gọi là hạch đó. Còn lại trở lại cái ngực nhiều hơn nữa, cái thì thấy nó như cái trái cam sành đó, vòng vòng vậy thôi. Rồi nhưng mà nói điều này đấy, sao nó êm ru mà nó không đau, chết là cái chỗ không đau đó. Rồi thứ hai là sao, hơi nhiều nhiều vậy rồi đó, người vẫn khỏe như thường, ăn uống thường. Ta tưởng là ung thư là phải sụt cân, phải ốm này kia, đối với ung thư vú mà khỏe như chờ tới nó nhiều thiệt nhiều đó, thì nó mới có đau. Rất là cảm ơn chia sẻ của giáo sư. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì giáo sư có thể đưa ra những cái lời khuyên cho khán giả, đặc biệt là những cái chị em phụ nữ mà quan tâm đến bệnh ung thư vú ạ. Thì ung thư vú vậy không có ơ hờ ha, không có ơ hờ, phải lưu tâm nó, rồi cái nghi ngờ thì đi khám sớm. Biết vậy không phải mừng quá, nhưng mà nếu nó phải còn sớm nha, trị tốt ơi là tốt, mà còn thêm nữa, trị không phải là có thể giữ nguyên cái dáng của mình, còn kẹt quá ha, thì người ta sửa lại nữa. Nhiều cái điều, nói chung bà con nó lưu tâm rồi điều trị. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ về các vấn đề về ung thư vú của giáo sư bác sĩ Nguyễn Chiến Hùng ạ. Cần khám vú thường xuyên để phát hiện sớm ung thư vú.
Phụ nữ từ 20 tuổi trở lên cần tự khám vú mỗi tháng. Khám vú tại các cơ sở y tế ít nhất 3 năm một lần bắt đầu ở tuổi 20 và hàng năm sau tuổi 35. Khám vú và chụp tuyến vú hàng năm cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Đứng trước gương, hai tay chống lên hông, kiểm tra xem có bất thường nào ở cả hai bên vú, tiết dịch, sự co kéo, lõm da hay núm vú hay bất cứ sự thay đổi nào trên bề mặt da. Bóp nhẹ núm vú xem có tiết dịch hay không. Giơ hai tay lên đầu. Dùng ba ngón tay khép lại của bàn tay trái, kiểm tra các vùng của tuyến vú phải, ấn nhẹ, vừa và mạnh theo hình hướng dẫn và tránh không nhấc các ngón tay khỏi da. Kiểm tra nhẹ nhàng kỹ lưỡng để phát hiện khối u hay những sự thay đổi dưới da. Tiếp tục như vậy với vú bên trái. Sau mỗi lần sạch kinh hay cùng ngày mỗi tháng, nếu đã mãn kinh, chúng ta cần chú ý xem có sự thay đổi về hình thái hay cảm giác ở ngực so với lúc bình thường không. Hãy đến gặp bác sĩ nếu thấy sự thay đổi. Hãy đi khám vú định kỳ và tìm hiểu về chụp tuyến vú. Sắt dìu về tuổi ấu thơ là cuốn sách tựa như một hồi ký của giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuốn sách mới nhất của ông, vừa ra mắt bạn đọc sau các tác phẩm được nhiều độc giả yêu thích như Con người trong vòng vây, Ung thư biết sớm trị lành, Kỳ diệu giàn hòa tấu nội tiết. Những cuốn sách về bệnh học không phải dễ dàng có thể chạm tới người đọc. Giáo sư Nguyễn Trấn Hùng đã dùng thủ pháp liên tưởng để kéo bạn đọc về với đời sống thực tại. Hiếm có cuốn sách viết về bệnh tật lại hấp dẫn người đọc từ đầu đến cuối như vậy. Trước tiên, chính là các nhân vật mà giáo sư đã chọn. Bạn có thể nghe được câu chuyện ngăn ngừa và chiến đấu với bệnh tật từ các ngôi sao ở các lĩnh vực trên thế giới như Lionel Messi, Angelina Jolie, đến những thông tin thời sự về y khoa như Ebola, nhưng lại được đặt cái tựa thật thơ mộng cho căn bệnh mà chỉ nghe tên thôi đã làm người ta run sợ. Ebola, tên của một dòng sông. Với lời dẫn chuyện, dòng Ebola đổ vào con sông cái Congo, dòng sông nào mà không thơ mộng, con virus tàn độc lại mang tên Ebola. Hay câu chuyện các nhân vật nổi tiếng kêu gọi bảo vệ tê giác. Cho đến nay, bảo vệ tê giác đang là chiến dịch rất mạnh trên toàn thế giới, và chính ông, tác giả của tập sách, cũng là một trong những bác sĩ về ung thư đầu tiên lên án chuyện mua bán tê giác và lời đồn dùng sừng tê giác để chữa bệnh ung thư. Đọc 230 trang sách của ông, thấy mọi chuyện bệnh tật, từ nan y đến những công trình nghiên cứu y khoa và cả triết lý về biểu tượng cậy thiên và rắn thần, đều được ông trò chuyện thật gần gũi, tựa như những lời tâm sự nhẹ nhàng. Sắt dìu về tuổi ấu thơ là một hành trình mà giáo sư, bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng đang hướng dẫn cho ta. Hãy biết chọn cho mình một cái nhìn đúng đắn với từng nhận thức về cơ thể để bệnh tật không làm cho ta thấy khó sống trên cõi đời này. Phần kết nối niềm tin với cuốn sách Sắt dìu về tuổi ấu thơ đã kết thúc chương trình đầu tiên về ung thư vú của chương trình Giờ Chiến Thắng Ung Thư tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau, và chúng ta sẽ cùng giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng tìm hiểu rõ hơn về những phương pháp chẩn đoán cũng như là tiến bộ trong điều trị ung thư vú như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Thân mến, chào tạm biệt. Hãy chia sẻ với chương trình những câu chuyện của các bạn, của những người xung quanh về kinh nghiệm và nghị lực sống trong quá trình chữa bệnh. 10 câu chuyện hay nhất gửi về chương trình sẽ nhận được 10 phần quà tặng của nhãn hàng Kumagon, công ty dược mỹ phẩm CVI. O2TV, nhãn hàng Kumagon, công ty dược mỹ phẩm CVI phối hợp thực hiện.